Và cô chú anh chị ơi, một con đường đầy hoa luôn, nhìn rất là đẹp và yêu đời luôn cô chú anh chị ơi. Thì hôm nay ở đây có một miếng đất nằm trên mặt tiền đường này luôn, với diện tích là 760 m2, thì chủ bán với giá là 900 triệu nha. Thì ở đây thuộc về xã Long Men của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đã rồi, công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin kính chào cô chú và anh chị. Em là Tiến nè. Hôm nay em về xã Long An để quay giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình một miếng đất vườn cực kỳ đẹp luôn, với tổng diện tích là 760 m2 và giá của nó là 900 triệu nha. Giá cả sẽ còn thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn. Thì đây là miếng đất em muốn giới thiệu đến cho cô chú và anh chị mình xem nè. Mặt tiền chiều ngang của mình á là 26 m nha, chiều dài là 30. Mặt tiền đất của mình sẽ quay về hướng đông luôn. Thì theo cái con đường này, cô chú anh chị mình di chuyển khoảng tầm 120 m thôi. Theo cái con đường này, mình sẽ ra tới con đường đan 4 m, mình quẹo trái, mình di chuyển tiếp khoảng tầm 1 cây số nữa là mình sẽ ra tới ngay chỗ quốc lộ 1A luôn. Một hướng quẹo trái là mình sẽ đi về hướng Sài Gòn, Long An nè. Còn quẹo phải là mình sẽ đi ra tới ngay chỗ vòng xoay Trung Lương, mình vào trung tâm thành phố Mỹ Tho nha cô chú và anh chị. Thì ở đây khu vực đông dân cư hiện hữu nè, điện nước wifi là có đầy đủ luôn nha. Khu vực này là đất nước ngọt quanh năm, trồng cây rất là tươi tốt luôn, không có bị nhiễm mặn nè, không có bị nhiễm phèn luôn nha. Và cái hướng ngược lại nha cô chú anh chị, mình đi theo cái con đường này khoảng tầm 1,2 cây số thôi là mình sẽ ra tới ngay chỗ con đường dẫn lên trung đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận Sài Gòn nè. Đó là ngay chỗ đó là ngay chỗ trường đại học mới của tỉnh Tiền Giang luôn nha cô chú và anh chị. Ngay chỗ gần ngã tư Lương Phú nè, một vị trí nè, một con đường thuận tiện đường xá nè, một con đường hoa rất là đẹp luôn. Đường này thì 7 chỗ là mình đi thoải mái nha cô chú và anh chị. Rồi thì quay lại miếng đất của mình nè, thì mặt tiền trong sổ là 26 m nha, nhưng mà chủ sẽ cắt ra bán cho mình là 24 m. Thì mình tính từ ngay chỗ vị trí này nè, đó, mình đo ngang qua ngay chỗ bên đây tới mí đìa bên đây là 26 m, và chiều dài xuống là 30 m nha. Thì chủ sẽ cắt ra bán cho mình là 24 m ngang, chiều dài xuống là 30, với tổng diện tích là khoảng 700 m2 đó cô chú và anh chị. Thì giá là 900 triệu nha, còn thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn. Đây 26 m là mình sẽ tới ngay chỗ cái mí đìa này nè, do là mình phải chừa một cái đường đi 1 đến 2 m á cho cái nhà hàng xóm phía sau ha cô chú anh chị. Đó, cho vậy là chủ sẽ cắt ra cho mình là ngang 24 m, dài vào là 30. Đất cây lâu năm nha, mặt tiền quay về hướng đông luôn. Thì cô chú anh chị mình ở đây nè, mình đi chợ nè, trường học ha, ủy ban, thì bán kính trong vòng là 2 cây số thôi. Đi xe khoảng tầm là 5 đến 7 phút là mình sẽ ra tới tất cả các tiện ích luôn nha. Thì em thấy trên đất là sạch đẹp nè, cào ráo ha, không có mồ mả, và có trồng một số loại cây ăn trái như là dừa nè, có chuối nè ha. Đó. Ở đây là đất nước ngọt nha cô chú anh chị, cho nên thì trồng cây rất là tươi tốt luôn. Đất sạch đẹp, cao ráo, không mồ mả. Thì ở khu vực này em thấy như là có một cái ao mà chủ thì không sử dụng nữa, cho nên đã lắp đây ha. Thì sau này cô chú anh chị mình về mình có thể cải tạo lại cái phần này, cô chú anh chị mình muốn đắp lại cũng được nè, hoặc là mình có thể đào làm một ao nuôi cá ha cô chú anh chị. Xung quanh thì hàng xóm rất là đông luôn. Ở đây thì miếng đất của mình thì chủ cũng đã cắm trụ ranh cho mình hết ha, danh giới thì rất là rõ ràng luôn, giấy tờ pháp lý thì cũng rõ ràng luôn nha cô chú và anh chị. Đây thì đây là cái vị trí cuối đất của mình nè, có trụ ranh ha. Đó, cái trụ ranh của mình nè, đoạn ngang vào đây là 24 m nha, chiều dài xuống hết đất luôn là 30. Thì em đang đứng ngay chỗ vị trí cuối đất của mình nè, có mấy cây tre nữa nè. Ở bên đây thì em thấy cũng một cái chủng nữa nè, cũng không có sử dụng nè. Đó, cũng sang lắp lại rồi ha. Thì em xin nhắc lại nha cô chú và anh chị, ở đây thuộc về xã Long An của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Chủ bán miếng đất này tổng diện tích là khoảng 700 m2 và giá là 900 triệu. Sẽ còn thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn. Đất thì mình sẽ quay về hướng đông, mặt tiền sẽ mình được là 24 m, chiều dài xuống á là khoảng 30.
Từ vị trí này mà cô chú anh chị mình di chuyển vào trung tâm thành phố Mỹ Tho là khoảng tầm 5 cây số nha. À, còn mình cách bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh á là khoảng tầm 60 cây số thôi. Đường xá thì thông thương nè, thuận tiện ha. Rồi thì nếu mà cô chú anh chị mình có quan tâm đến lô đất này nè, mình gọi ngay số điện thoại bên dưới màn hình để mình đi xem đất, sau đó mình gặp chính chủ luôn, mình thương lượng giá cả nha. Dạ rồi, thì em cũng xin cảm ơn cô chú và anh chị đã xem hết video này của em ạ.